Chúng ta bắt đầu với học. Xin trả lời câu hỏi của một vị học viên. Là vị này hỏi rằng là xin sư giảng lại giúp con tại sao lại có người sơ đạo, người sơ quả tương tự như vậy đối với các bậc thánh nhân. Theo như sư giảng thì phân loại người là theo mức độ nhận thức, mà tại sát na sơ đạo sinh lên thì người đó đã cắt đứt ba kiết sử rồi, và ngay sau sát na sơ đạo là tâm sơ quả. Vậy thì sự khác nhau giữa hai người này về mặt nhận thức như thế nào? Thật sự tôi rất hoan hỷ khi có những vị học viên hỏi những cái câu xác đáng, và đối với tôi những cái câu hỏi đó là những cái câu hỏi thông minh. Thật ra thì trong khi mà trình bày về 12 hạng người đó, do vì tôi sợ trong lớp các vị rối rắm, thành ra trong phần nói về 12 hạng người cũng như về các cõi đó thì tôi chưa có phân rõ ràng theo tâm, tức là mỗi hạng người như vậy nó có bao dùng bao nhiêu tâm. Do vì tôi nghĩ rằng là trong khi mà các vị học lộ trình tâm á thì các vị sẽ nhớ lại những cái điều này, và do đó là tôi sẽ trình bày cái phần tâm theo người nó xen kẽ trong phần lộ trình tâm, cũng như là các cái phần khác như là môn vật cảnh người cõi. Ở đây thì sở dĩ mà người đạo và người quả đó, thì chúng ta thấy rằng là gần như là giống nhau, tức là khi mà sát na tâm sơ đạo sanh lên đó, thì ngay khi đó vị này sát trừ ba phiền não thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, và lần đầu tiên thấy niết bàn. Thì hỏi rằng là giữa người sơ đạo và người sơ quả thì về phương diện nhận thức thì khác nhau như thế nào? Là do vì người sơ đạo đó chỉ có một tâm sơ đạo thôi, và cảnh tâm sơ đạo biết được đó chính là một cái cảnh duy nhất, đó là cái cảnh niết bàn. Rồi sau đó nó là người sơ quả, thì người sơ quả nó ngoài việc mà người sơ quả cũng sát trừ ba phiền não do cái tâm sơ đạo đã sát trừ và cũng thấy được niết bàn, nhưng mà người sơ đạo sơ quả nó ngoài cái cảnh niết bàn ra đó thì người sơ quả còn lại rất là nhiều cái thứ tâm khác. Ví dụ giống như là người sơ quả đó thì đối với tám tâm tham đó, vì vị này còn lại bốn cái tâm tham thập, bốn bốn cái tâm tham ly tà, hai tâm sân và một tâm si phóng dật, đó là về phương diện tâm bất thiện. Rồi đấy, mấy 18 tâm vô nhân đó, thì vị này có đủ, chỉ có trừ cái tâm ứng cúng vi tiếu. Rồi đối với cái đối với các cái tâm khác như là cái tâm dục giới tịnh hảo thì vị này vẫn có những cái tâm như là tâm đại thiện, các tâm đại thiện, rồi tâm đại quả, làm cái việc hộ kiếp tử vân vân. Và nếu mà vị này chứng tu thiền nữa thì vị này còn chứng được các cái tầng thiền sắc và vô sắc. Thì do đó, đó đối với người sơ đạo và người sơ quả đó thì về phương diện nhận thức, hay chúng ta nói theo cảnh đó, thì người sơ quả nó biết tất cả 21 cảnh, còn người sơ đạo thì chỉ biết có duy nhất có một cảnh niết bàn thôi. Và tất nhiên là người sơ đạo đó, chỉ do vì chỉ có một cái tâm sơ, cái tâm đạo thôi, cho nên các cái tâm khác cái vị này không có, vị này không có tất cả các cái tâm bất thiện, cũng không có các cái tâm đại thiện. Nói tóm lại là vị này chỉ có một tâm duy nhất thôi, và chỉ có biết một cái cảnh duy nhất, còn người sơ quả thì lại là biết rất là nhiều, cho nên đó là cái sự khác biệt. Tương tự đối với các cái tầng nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả cũng vậy. Câu hỏi thứ hai, vị này hỏi rằng là tại sao trong bốn cõi vô sắc chỉ có bốn hạng thánh trừ sơ đạo,
Do vì xin sư giải là do vì mới học vi diệu pháp lần đầu. Thật ra ở trong lớp này thì tôi cũng mong là các vị Phật tử học viên lần đầu học vi diệu pháp là học được. Do vậy tôi luôn dành hết cái thời gian để trả lời cho các vị đó. Và đúng ra thì ở trong bài học có lẽ không biết rằng tôi có quên hay không, nhưng mà theo nguyên tắc, theo cái bài giảng thì có lẽ là tôi nói thoáng qua. Là trước hết là chúng ta có ba hạng thánh nhân là hạng toàn giác, hạng độc giác và hạng thinh văn giác. Trong ba hạng thánh nhân này thì hai hạng đầu tiên là toàn giác và độc giác là hai hạng thánh mà có thể tự mình giác ngộ, không cần người khác hướng dẫn. Tuy nhiên thì hai hạng thánh này chỉ ra đời, xuất hiện ở cõi nhân loại thôi chứ không có cõi nào khác, vì nhiều cái lý do. Và do đó nó từ cái cõi tứ đại thiên vương trở lên, lên đến cái cõi phi tưởng, phi phi tưởng, tất nhiên là trừ cõi vô tưởng là không có chư thánh nhân, và năm cõi ngụ tịnh cư là chỉ có thánh tam quả. Thì các cõi còn lại đó thì chư thánh nhân mà xuất hiện ở trên các cõi này đó thì chỉ có cái hạng thánh thứ ba, tức là hạng thánh thinh văn thôi. Mà là hạng thánh thinh văn đó, thì phải được học hỏi, được hướng dẫn từ vị chánh đẳng chánh giác hay Phật toàn giác, hoặc là các vị thinh văn khác, hoặc là các vị phàm phu được học từ hai hạng thánh nhân này thì mới có thể giải thoát, chứ hạng thinh văn không có thể tự mình giải thoát được. Và vì ở trên cõi vô sắc đó, là các vị phạm thiên không có ngũ quan, tức là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, bởi vì là vô sắc cho nên vị này hoàn toàn không có khả năng học hỏi được từ người khác, mà chỉ có thể là phát huy cái khả năng nào của mình đang có. Và vị này thì chỉ có thể tu tập được các cái loại thiền chứng mà mình đã vốn tu tập được ở trong đời quá khứ. Còn về phương diện đạo quả đó thì vị này không phải là toàn giác, cũng không phải là độc giác, nên không có khả năng tự mình giác ngộ. Mà trong khi đó đó thì cũng không có thể học được từ người khác. Chính điều này mà các vị phạm thiên phàm phu á, thì không có thể chứng được đạo quả, cho nên không có cái tâm sơ đạo. Còn đối với các cái tầng thánh thánh từ sơ quả trở lên á, là do vì những cái trường hợp của các chúng sinh ở cái cõi khác chứng đạo quả mà sanh về phạm thiên, cho nên là ví dụ giống như một người chứng sơ quả ở cái cõi nhân loại, rồi đồng thời cũng chứng được các cái tầng thiền vô sắc, sau khi mà tụng chung thì vị đó sanh về cõi trời vô sắc làm vị phạm thiên mà sơ quả thì được. Nhưng mà nếu phàm phu thì không thể nào mà chứng đạo quả, tự mình chứng được đạo quả ở trên cái cõi trời đó, cho nên là cái tâm sơ đạo không có. Và đối với chư vị thánh nhân thì với một vị mà đã chứng được đạo quả rồi, tức là từ sơ quả trở lên, thì vị này hoàn toàn có thể tự mình tu tập được. Cho nên là nếu mà một vị phạm thiên vô sắc mà vị này đã chứng được tối thiểu là sơ quả thì hoàn toàn vị này có thể chứng được nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo và tứ quả, bởi vì con đường đi thì vị đó đã biết. Cho nên là ở trên cái cõi vô sắc chỉ có bảy hạng thánh nhân thôi. Và cũng xin lưu ý các vị học viên đó là thật sự đôi khi tôi giảng bài đó có những lúc tôi nói nhầm, nói lắp, như là ví dụ giống như là thay vì là môn thì lại là nói cảnh vân vân. Thì chúng ta học vi diệu pháp hay là học Phật pháp nói chung là người hướng dẫn là chỉ là những cái gợi ý cho mình, và tôi không phải là những vị giảng sư, mà nó là những vị giảng sư chuyên nghiệp. Và thành ra trong khi mà trình bày các vị nó rất có đôi khi mà tôi cứ nói
nói lộn. Ví dụ như là trong một số trường hợp, tôi đơn cử như là lấy ví dụ giống như là cái tâm quan sát thọ xả, làm bao nhiêu việc làm, thì đôi khi tôi nhìn trên cái biểu đồ lộ tâm thì tôi cùng tính với các vị, và rất có thể đôi khi là tôi tính sơ suất. Thì trong những cái trường hợp đó thì các vị nên hỏi lại. Và chứ đôi khi nghe cái băng giảng thì đôi khi có những cái tôi nói nhầm, ví dụ giống như là cái tâm đó có thể làm ba cái chức năng, ba cái việc làm, mà tôi lại nói năm, nói bốn, vân vân, mà do gì đôi khi là tôi tính nhầm, nhất là tính thiếu. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta học tiếp tục về cái phần lộ trình tâm. Thì trước khi học bài mới, chúng ta dành một vài phút để nhắc lại các cái bài cũ. Đầu tiên đó là chúng ta đã học về các cái kiến thức về môn, vật, cảnh, người, cõi. Thì ở trong lộ trình tâm này đó thì được tính theo các cái lộ theo môn, tức là nếu mà cái dòng tâm thức đó sanh qua cái ngõ nhãn thì gọi là lộ nhãn môn, qua nhĩ thì gọi là nhĩ môn, tỷ gọi là tỷ môn, tương tự các môn còn lại. Và do vì có sáu môn cho nên chúng ta có sáu lộ, là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý. Và năm môn đầu tiên á, là do vì các cái môn này là thuộc về sắc pháp, cho nên là cái diễn tiến tâm thức giống nhau. Do đó các ngài luận sư đó thì còn gọi chung năm cái môn này là lộ ngũ môn. Giống như ở trên cái biểu đồ trước mặt của các vị đó, đó là lộ ngũ môn. Là lộ ngũ môn ở đây nó là đối với trường hợp nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thì giống như vậy. Tức là sau cái tâm khai ngũ môn á, thì ở trên biểu đồ chúng ta ở đây là chúng ta đơn cử là lộ nhãn môn thì sẽ là các tâm nhãn thức sinh. Rồi nếu mà đó là nhĩ môn á, là tâm nhĩ thức, tương tự là thiệt thân, thiệt thức, thân thức, thì cũng giống như vậy. Đó là chúng ta học về môn. Và những cái tâm nào mà sanh trong cái dòng tâm thức này đó, thì nếu mà cái tâm nhãn môn mở ra thì sau đó nó tiếp thu quan sát đoán định và cái chuỗi động lực đó, thì các cái tâm này được gọi là những cái tâm sanh ở trong cái lộ nhãn môn, tức là thông qua cái cửa mắt mà có được những cái tâm này. Đó là về môn. Rồi đối với vật á, thì chúng ta có là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thân vật và ý vật. Thì chúng ta nhớ rằng là cái môn á, là cái cửa mà qua đó các cái tâm thức sanh thì gọi là môn. Còn vật á, là nơi mà cái tâm thức nương gá. Thì do vậy mặc dù chúng ta có năm môn và năm vật về chi pháp á, thì gần giống như có vẻ giống nhau, tức là cũng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhưng mà về ý nghĩa thì khác nhau. Tức là đối với vật á, là vì là cái chỗ nương của tâm, cho nên ở trên cái biểu đồ lộ trình tâm này chúng ta thấy rằng là trước hết đó là ba cái sắc na hữu phần. Ba sắc na hữu phần vừa qua rung động dứt dòng, là những cái sắc na này đó là nương ở ở ý vật. Khai ngũ môn thì cũng nương ở ý vật. Rồi cho đến cái ngũ song thức thì tùy theo cái tâm nào thì sẽ nương vật đó. Nhãn thức thì sẽ nương ở nhãn vật, nhĩ thức thì sẽ nương ở nhĩ vật, tương tự thân thức thì nương ở ở thân. Rồi tiếp thu quan sát đoán định động lực
rồi đến na cảnh, thì những cái tâm này đó thì lại là nương ở ý vật. Thì chúng ta thấy rằng là giữa môn và cảnh nó khác nhau, là cả nói về môn á thì cả cái biểu đồ lộ trình tâm này nó được gọi là lộ nhãn môn. Nhưng mà nói vật á, thì chúng ta thấy ở trong đây là có hai, tức là có nhãn vật và ý vật, và có tâm nương á. Nhãn vật đó là cái tâm nương nhãn thức, còn các cái tâm còn lại đó là nương ở ở ý vật. Trong khi đó về môn á, thì toàn bộ 16 17 sát na tâm này đều gọi là những cái tâm sanh lên qua cái nhãn môn. Rồi nói về cảnh thì trong 21 cảnh á, thì ở chúng ta gọi, nếu đây chúng ta gọi là lộ ngũ á, thì chúng ta cái cảnh ở đây là cái cảnh ngũ. Nếu mà chúng ta chia chi tiết, đây là lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, thì cái cảnh ở đây nó sẽ là cảnh sắc, thinh, khí, vị và xúc. Như vậy thì ở trong cái lộ ngũ môn này đó, nói về cảnh đó, thì là có năm cảnh, nói gọn lại đó thì là cảnh ngũ. Còn đối với người thì chúng ta có tất cả là 12 hạng người. Trong 12 hạng người đó đó thì trước hết đó là chúng ta trừ bốn cái người đạo, bởi vì cái tâm đạo đó là chỉ sanh ở trong cái lộ ý chứ không có sanh ở trong lộ ngũ. Do vậy 12 hạng người trước hết là chúng ta trừ ra là bốn người đạo, thì còn lại 8 hạng người. Trong 8 hạng người mà có thể sử dụng được cái lộ nhãn môn, lộ ngũ môn nói chung, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thì chúng ta trừ ra các hạng người là đối với vị Phạm Thiên vô tưởng, là vì không có tâm, cho nên là dù là lộ nhãn lộ ngũ đều không có. Cho nên chúng ta trừ ra trước hết đó là chúng ta trừ cái người lạc vô nhân ở cái cõi cõi vô tưởng. Cái thứ hai là ở trong cái cõi vô sắc á, các vị Phạm Thiên á, là chỉ có lộ nhãn lộ nhĩ, không có tỷ thiệt thân. Nên nói chung là lộ ngũ á, thì chúng ta kể cả các vị Phạm Thiên ở cái cõi cõi sắc giới. Nhưng mà kể rõ hơn á, thì chúng ta chỉ kể rằng là các vị Phạm Thiên nó chỉ có hai cái lộ trong lộ ngũ thôi, đó là các vị này chỉ có lộ lộ nhãn và lộ nhĩ. Thì từ cái cõi Phạm Thiên sơ thiền cho đến cái ngũ thiền á, thì tất nhiên chỉ có một hạng người duy nhất, đó là hạng người tam nhân. Vậy thì hạng người tam nhân mà ở trong cái cõi sắc giới đó thì chỉ có 2 lộ trong 5 lộ thôi. Còn đối với các vị Phạm Thiên vô sắc, tức là người người tam nhân mà ở cái cõi vô sắc đó, thì hoàn toàn không có những cái tâm sanh trong cái lộ ngũ này, mà chỉ có những tâm hoàn toàn sanh ở trong cái lộ ý. Đó là khi mà chúng ta học lộ trình tâm đó, thì chúng ta học cố gắng là để phân phân tích được là môn vật cảnh người cõi. Và các vị cũng nhớ rằng là cái lộ tâm mà chúng ta học đây á, tức là được gọi là những cái lộ tâm bình nhật. Chúng ta có 2 loại lộ tâm. Đầu tiên á, là chúng ta chia ra là lộ ngũ và lộ ý, và cái phân loại thứ hai đó là trong đó là lộ tâm bình nhật và lộ tâm cận tử. Cận tử tức là cái tiến trình diễn tiến của các cái dòng động lực cuối cùng của kiếp sống trước khi mà tâm tử khởi lên, thì đó là lộ cận tử. Thì các cái trường hợp mà chúng ta học, có 15 trường hợp mà chúng ta học đó, đây gọi là những cái trường hợp bình nhật, tức là ở trong cái đời sống hàng ngày chứ không phải là tính về cái thời điểm cận tử.
Rồi các vị có nhớ rằng là chúng ta học về môn vật cảnh người cõi, và trong đó có cái quan trọng nhất đó là sự hay là cái chức năng của tâm. Thì ở trong lộ trình tâm này thì các vị thấy là cái tên gọi của các sát na tâm á, thì được gọi theo hai trường hợp. Thứ nhất là gọi theo cái việc làm của tâm, ví dụ giống như là cái tâm làm việc động lực, gọi là cái sát na động lực, vân vân, chứ không có gọi rõ ràng là từng cái tâm tham, tâm sân, tâm si, là bởi vì ở đây đang đang trình bày cái vai trò của mỗi tâm thức ở trong một cái chuỗi, ở trong một cái chuỗi lộ trình, cho nên là gọi theo cái nhiệm vụ của tâm. Rồi trong cái nhiệm vụ của tâm đó thì còn được gọi tên theo cái thời điểm, hay gọi là gọi tên theo một cái giai đoạn. Ví dụ giống như là chúng ta có cái tâm làm việc hộ kiếp, nhưng mà cái giai đoạn mà khi tâm tiếp xúc với cảnh và cái tâm khi đó bị dao động, cái tâm hộ kiếp hay là cái tâm chủ quan bị dao động đó, trước khi mà nó chấm dứt cái dòng dòng tâm chủ quan nhường lại cho dòng tâm thức khách quan đó, thì những cái sát na tâm hữu phần đó đó được gọi tên theo những cái giai đoạn trước khi mà nó chấm dứt, đó là vừa qua rung động dứt dòng. Rồi sau này chúng ta học ở trong lộ ý thì chúng ta cũng thấy rằng là có những cái giai đoạn động lực, nhưng mà được diễn đạt theo cũng một chuỗi động lực đó, nhưng mà được gọi một cái tên khác nữa theo cái giai đoạn của động lực đó. Thì như vậy đó, cách gọi tên các cái sát na tâm ở trong lộ trình tâm á, thì gọi theo trước hết nó là gọi theo cái chức năng hay là cái phận sự hay là việc làm, và ở trong cái chức năng, cái năng, cái phận sự việc làm đó còn được chia theo để gọi tên khác nữa, đó là tên cái giai đoạn. Ví dụ giống như là chức năng của việc làm của các cái tâm là cái tâm hộ kiếp, nhưng mà có những cái thời điểm mà cái hộ kiếp đó là vừa qua rung động hay là dứt dòng. Rồi chúng ta phải nhớ, đặc biệt nhớ đó là những cái tâm nào làm việc nào, thì những cái tâm hộ kiếp á, chính là những cái tâm mà làm việc tục sinh và tử. Tục sinh bằng cái tâm nào thì tâm hộ kiếp á, cũng cùng cái loại tâm đó, và cái tâm tử á, cũng cùng loại tâm đó. Chúng ta có tất cả là 19 tâm làm việc tục sinh, do đó cũng có 19 tâm làm việc hộ kiếp và 19 tâm làm việc tử, tức là cái tâm hộ kiếp cuối cùng. Đối với cái tâm cái khai môn á, thì chúng ta có hai tâm khai môn là tâm khai ngũ môn mở cửa cho cái lộ ngũ, và cái tâm khai ý môn là mở cửa cho lộ ý. Thì ở trong cái lộ ngũ môn, trong cái lộ ngũ môn á, thì cái tâm khai môn này chính là cái tâm khai ngũ môn. Và cái tâm kế tiếp là một trong 10 ngũ song thức, đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tùy theo cái cảnh mà cái cảnh 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 thuộc về quả thiện hay quả bất thiện, mà một trong 10 cái tâm trong ngũ song thức này sanh lên tương ứng. Rồi tâm tiếp thâu chính là hai tâm tiếp thâu, tâm quan sát chính là ba tâm quan sát, tâm đoán định á, thì là tâm kháng ý môn. Rồi tâm động lực tức là những cái tâm mà có khả năng tạo ra nghiệp, đó là những cái tâm thiện và tâm bất thiện, hay là gọi là những cái tâm này là những cái tâm có khả năng tạo ra quả, hay còn gọi là những cái tâm nhân. Còn các cái tâm còn lại đó là không có khả năng tạo quả, bởi vì chính nó là tâm quả hoặc là cái tâm duy tác, tức là phần lớn là tâm quả, nhưng mà trừ ra những cái tâm như cái tâm khai ngũ môn rồi tâm khai ý môn. Mà ở trong cái tâm động lực đó, là ngoài cái những cái tâm có khả năng tạo quả ra, thì trong đó trừ trường hợp của một vị thánh A-la-hán là do vì các ngài không còn cái chủng tử tái tục nữa, cho nên là các cái tâm
thay thế những cái tâm thiện đó bằng cái tâm di tác, tức là những cái tâm không có khả năng tạo quả. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là cái việc làm, cái chức năng nó thì nó tương đương với những cái tâm đại thiện. Do vậy là nó, những cái tâm này làm cái công việc động lực. Rồi kế đến là nếu mà là một cái cảnh rất là lớn á, thì sau khi mà cái tâm động lực xử lý cảnh rồi thì nó còn cái cảnh dư sót, thì có 11 tâm làm cái cảnh dư sót đó, gọi là cái tập, gọi là những cái tâm làm việc na cảnh hay là làm việc dư cảnh. Hay có những cái tài liệu xưa ngày Tịnh Sự ngày xài một từ bình dân mà dễ hiểu, nó là cái tâm làm việc mót, làm việc chắc mót đó. Nếu mà trường hợp là đối với cái cảnh bình, cảnh lớn bình thường thôi đó, thì sau cái động lực đó, thì trở lại là hữu phần. Và cái động lực này đó, à xin lỗi, cái na cảnh này á, nó như thế nào? Cái na cảnh này nó do vì nó hưởng cái cảnh dư sót của cái tâm động lực. Cho nên về phương diện cảm thọ thì động lực thọ nào thì cái na cảnh thọ đó. Xin lưu ý các vị là ở trên cái biểu đồ này nó cái màu xanh màu đỏ không phải là được dùng giống như là ở trong cái biểu đồ ví dụ pháp ở trên. Ở trên nó thì cái màu xanh màu đỏ chỉ cho cái cảm thọ hỷ và cảm thọ xả. Còn ở trong cái biểu đồ lộ trình tâm này đó thì trong quyển sách của Siêu Giác Nguyên đó thì muốn mô tả là đây là cái trường hợp riêng của tác giả hoặc là dịch giả hoặc là người làm cái biểu đồ này, nó là ý riêng là muốn mô tả rằng là cái tâm quan trọng đó là cái tâm động lực, do vì chính cái tâm này tạo ra cái thiện, cái quả thiện hay là cái quả ác, cho nên là được in đậm với cái màu đỏ chứ không phải là hỷ, chứ không phải là luôn luôn là hỷ. Vẫn tất nhiên là vẫn có hỷ, nhưng không phải là trường hợp nào cũng có hỷ, mà gồm có đủ là hỷ, ưu và xả. Thì nếu mà cái động lực mà thọ hỷ á, thì cái na cảnh sẽ thọ hỷ. Nếu mà cái động lực thọ xả đó thì na cảnh sẽ là thọ xả. Và nếu là cái động lực thọ ưu á, thì na cảnh không có thể thọ hỷ được. Và tất nhiên na cảnh nó chỉ là những cái tâm, những cái tâm, những cái tâm quả thôi, cho nên là na cảnh nó không thể nào mà có thọ ưu được. Cho nên đối với trường hợp mà động lực mà thọ ưu á, thì na cảnh này phải là thọ xả. Nhưng ở đây nó có một cái trường hợp đặc biệt, đó là chúng ta nhớ rằng là cái dòng hộ kiếp bình nhật á, tức là cái dòng hộ kiếp sau tâm tục sinh và trước cái tâm tử, gọi là dòng hộ kiếp bình nhật, thì nếu mà chúng sinh mà tục sinh bằng những cái tâm, những cái tâm tục sinh thọ hỷ, những cái tâm tục sinh thọ hỷ đó là những cái tâm như là cái tâm, các cái tâm này, những cái tâm tục sinh thọ hỷ. Thì nếu mà một chúng sinh á, mà tục sinh bằng cái tâm thọ, cái tâm quả thọ hỷ á, thì cái hộ kiếp bình nhật thì tất nhiên á, là phải là thọ hỷ. Và theo cái quy luật của tâm pháp á, là giữa thọ ưu á, và thọ hỷ á, không có đứng cận kề nhau, mà giữa thọ ưu và thọ hỷ á, là phải xen kẽ một cái sắc na tâm thọ xả. Chứ còn ưu và hỷ á, theo cái quy luật của tâm pháp á, thì không có cận kề nhau. Như vậy thì trong trường hợp mà nếu các cái động lực này, chúng ta nhắc lại là các cái tâm làm là việc động lực á, là 12 tâm bất thiện này nè, thì trong đó có hai cái tâm sân là thọ ưu. Thì ví dụ như là cái dòng động lực này là các là tâm sân. Tâm sân. Và ở đây á, đối với trường hợp
mà của người tục sinh bằng cái tâm, bằng cái tâm quả thọ hỷ. Thì trong trường hợp mà chúng ta lấy ví dụ giống như là một cái cảnh lớn, tức là sau động lực thì không có na cảnh, mà sau động lực thì sẽ là trở lại hữu phần. Thì khi đó đó, cái tâm hữu phần là do vì tục sinh bằng cái tâm quả thọ hỷ, cho nên cái hữu phần hay gọi là cái hậu kiếp, hai cái này giống nhau, hữu phần hay là hậu kiếp á, thì phải là thọ hỷ. Do vậy nó sau cái động lực tâm sân á, thì không có thể nào mà cái tâm hậu kiếp sanh lên được cái tâm thọ, bởi vì cái tâm hậu kiếp của vị đó là thọ hỷ. Cho nên ở đây nó xảy ra một cái trường hợp đó gọi là cái hậu kiếp khách, tức là khi đó các cái tâm làm việc hậu kiếp đó, nó sẽ sanh lên một cái hậu kiếp khác. Chúng tôi tạm ví dụ ở đây, chúng ta bỏ hai cái na cảnh này, tại vì không, nãy tôi ví dụ bằng cái bản đồ của cái lộ tâm, cái cảnh rất là lớn. Đối với cái cảnh thường á thì chỗ này nó sẽ rơi vào hậu kiếp, hậu kiếp, hậu kiếp. Thì trong trường hợp mà đây là tâm sân và người tục sinh đây là thọ kiếp hỷ á, thì bắt buộc cái tâm hậu kiếp chỗ này nó thì nó phải được thay bằng một cái loại hậu kiếp không phải giống như là cái hậu kiếp khi tục sinh, mà phải được thay bằng cái tâm hậu kiếp xả, có cái vai trò làm trung gian cho cái thọ ưu và thọ hỷ. Và trong trường hợp đó được gọi là hậu kiếp khách, tức là cái tâm này cũng là cái tâm hậu kiếp, nhưng mà nó không phải là hậu kiếp chủ quan, mà nó là giống như là cái tâm hậu kiếp giống như là khách qua đường vậy đó, chứ không phải là người chủ thường xuyên. Nhưng mà tạm thời là do vì quy luật của tâm pháp, cho nên là khi mà giữa cái thọ hỷ và thọ ưu á, không có thể cận kề nhau, thì khi đó sẽ xen kẽ một cái tâm gọi là cái tâm hậu kiếp khách, mà cái tâm này là cái tâm xả, đó là trường hợp của tâm hậu kiếp khách. Vậy thì cái nhân sanh của tâm hậu kiếp khách đó là trước hết đó là chúng sinh đó là phải được tục sinh bằng một trong những cái tâm thọ hỷ, và cái dòng tâm thức đó đó là dòng cái phải là cái động lực sân. Và tất nhiên khi mà nói đến cái động lực sân đó, thì chúng ta còn nhớ cái gì, là khi động lực sân đó là chúng ta phải trừ ra các vị phạm thiên ở cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới, vì các vị này dù là phàm phu nhưng mà do vì cái đời sống của một chúng sinh ở một cái trình độ cao ly dục, cho nên là những hạng này không có cái tâm sân. Thì do đó là cái tâm hậu kiếp khách này nó chỉ có thể có ở trong cái tâm dục giới thôi. Và cái như vậy thì cái nhân sanh tâm hậu kiếp khách đó, thì chúng ta có là một người tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, thứ hai là cái động lực đó là phải là động lực sân, thì khi đó đó thì mới có cái hậu kiếp khách. Và chúng ta có thể kể thêm cái nguyên nhân thứ ba, đó là phải là trong cái cõi dục giới, nhưng mà do vì cõi trời sắc giới đó thì không có tâm sân. Nhưng mà theo tôi nó trình cả hai cũng được, là bởi vì khi mà chúng ta đã nói động lực sân rồi thì tất nhiên là ở trên cái cõi trời sắc giới đó không không có tâm sân, cho nên chúng ta không cần phải nói cái điều kiện thứ ba là phải ở trong cái cõi dục giới. Và còn một cái trường hợp khác nữa, đó là cái trường hợp của một cái cảnh mà cái cảnh rất lớn, tức là phải có cái na cảnh. Và cái na cảnh này đó thì cái na cảnh trong trường hợp này, tôi nói thêm thôi, ngại gì tôi cũng sợ là các vị đói đó, tức là chúng ta nhắc lại là đối với cái ngũ song thức á, thì chúng ta có năm cặp là quả thiện và quả bất thiện, nhân cho năm thì nó là 10. Thì có những cái cảnh mà được xem đó là cái cảnh rất là tốt của quả thiện,
Thì trong trường hợp mà cái cảnh mà rất là tốt của cái quả thiện đó, đó thì có những cái trường hợp thì cái tâm quan sát đó có thể là không có thọ xả mà lại là cái tâm quan sát thọ hỷ. Và trong trường hợp đối với một người mà khi mà lẽ ra là họ gặp cái cảnh rất là tốt đó đó thì phải là cái na cảnh này sẽ là cái tâm quan sát thọ thọ hỷ, nhưng mà do vì đây là cái động lực sân thì nó cũng có trường hợp xảy, trường hợp này cũng xảy ra cái hậu kiếp khách là bắt buộc là phải dùng cái tâm quan sát thọ xả thôi. Tại vì để cái thọ xả đó nó làm cái trung hòa giữa giữa cái hỷ và ô. Thì chúng ta tạm hiểu rằng nó là giống như là một cái chiếc xe đang chạy với một cái tốc độ rất là nhanh á, thì trước khi mà hoàn toàn được hãm phanh dừng hẳn lại đó thì nó phải có cái thời gian nó giảm tốc. Chứ nếu mà không có cái thời gian mà giảm tốc mà gấp như vậy đó thì chiếc xe nó sẽ lật đổ. Thì chúng ta cũng tạm hiểu rằng là cái quy luật của tâm pháp đó, thì có những thứ nó cũng giống như là cái quy luật của vật chất như vậy. Tức là giữa hai cái thái cực thì nó sẽ có một cái gì đó để làm trung hòa. Thì ở đây là trong những cái trường hợp mà cái tâm sân thọ ưu và thọ hỷ của hậu kiếp đó, thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp đó là hậu kiếp cách. Thì cái phần này á là chúng và nói thêm cho các vị thôi, chứ còn mà cái lộ trình tâm á, thì nó cũng không có, về cái diễn tiến tâm á, thì nó cũng không có khác nhau nhiều. Và hôm nay chúng ta học tiếp về cái lộ ngũ môn, nhưng mà không phải là bình nhật mà là cận tử, cũng tùy theo cái chương trình của mỗi vị dạy. Là có khi thì chúng ta thường thường ở trong các sách đó, thì dạy về chúng ta học hết cái bình nhật, tức là bình nhật của lộ ngũ và lộ ý, rồi sau đó rồi sẽ học đến cái lộ cận tử của lộ ngũ và lộ ý. Nhưng mà do vì tôi thấy gần đây các vị học viên cứ hay hỏi, cứ thắc mắc cái lộ cận tử, cho nên là tôi sẽ dạy phần nào hết phần đó, tức là lộ ngũ thì từ bình nhật cho đến cận tử luôn. Thì chúng ta cái lộ cận tử á, thì nó có hai trường hợp: lộ ngũ môn, lộ ngũ môn môn cận tử. Trong cái lộ ngũ môn cận tử này á thì nó chỉ có hai cái cảnh thôi, tức là cái cảnh rất lớn và cảnh lớn, chứ không có cái cảnh nhỏ và rất là nhỏ. Thì trong cái lộ ngũ môn cận tử này á, thì chúng ta có hai, tức là trường hợp một là cảnh rất lớn, và trường hợp hai là cảnh lớn. Thì chúng ta nhớ là cái phần chúng ta vừa học á, đối với cái cảnh lớn là do vì cái cảnh nó quá mạnh mẽ, cho nên nó còn để lại cái dư hưởng, cái dư âm, cái dư cảnh, cho nên sẽ có cái na cảnh. Còn đối với cái cảnh lớn á, thì nó chỉ là vừa đủ thôi, cho nên là sau cái dòng động lực rồi đó thì sau cái dòng động lực á, thì nó sẽ sau cái dòng động lực á, thì sẽ hậu kiếp, chứ không có sang na cảnh. Thì ở trong cái lộ ngũ môn á, thì chúng ta đơn cử cái lộ nhãn môn. Vậy thì lộ nhãn môn như thế nào, thì nhĩ tỷ thiệt thân á, thì cũng giống như vậy.
Thì đối với cái lộ cận tử đó, tức là trong một số cái trường hợp thì cái dòng động lực đó, nó chỉ có 5 thay vì là 7. Thì trong những cái trường hợp mà được kể như là những cái lúc mà những cái lúc mà cái tâm thức đặc biệt hơn cái tâm thức bình thường, chẳng hạn giống như là một người khi mà họ bị ngất xỉu, hay là một người trong cái lúc cận tử, hoặc là trong trường hợp sau này chúng ta sẽ học là trong trường hợp của vị chánh đẳng chánh giác hoặc ngày hiện song thông, thì khi những cái trường hợp đặc biệt như vậy đó, thì nếu có cái động lực đó, thì cái động lực đó, cái con số nó sẽ không có 7 mà nó chỉ có 5. Thì nếu như là một người mà họ cái dòng tâm thức cuối cùng, cái dòng động lực cuối cùng trước khi mà họ mệnh chung á, thì các vị thấy là nó cũng giống như là bình nhật thôi, tức là nó sẽ diễn ra là cái cảnh đó nó tác động vào nhãn căn, và tức là tác động vào mắt đó. Thì khi đó nó thì cái dòng tâm thức đó, nó cũng dao động, và dao động bởi bởi ba cái sát na cuối cùng trước khi mà chấm dứt cái tâm chủ quan. Thì ba cái sát na cuối cùng nó với cái tên gọi là vừa qua rúng động và dứt dòng, tức là cái tâm hộ kiếp, tức là chấm dứt cái tâm dòng hộ kiếp để nhường lại cái tâm khách quan. Rồi tiếp theo đó là cái tâm khai khai ngũ môn, rồi sẽ là một trong 10 tâm ngũ song thức, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức, rồi tiếp thâu quan sát đoán định, rồi 5 cái tâm động lực. Rồi do vì cái cảnh rất là lớn đó, cho nên sau 5 tâm động lực đó nó sẽ là hai na cảnh. Các vị nhớ rằng là khi mà sát na mà na cảnh sanh lên đó, thì luôn luôn rồi sanh lên là hai hai na cảnh. Thì ở đây nó có hai trường hợp, đó là sau khi mà cái sát na na cảnh sanh lên, rồi nó sẽ xen một cái sát na hữu phần, rồi sau đó là thêm một cái sát na cuối cùng nữa, chúng ta gọi là tâm tử. Chứ thật ra cái tâm này nó cũng giống như là cái tâm hữu hữu phần bình nhật, hay là tâm hữu phần tục sinh thôi, chẳng qua gọi là tâm tử là đó, vì đó là cái tâm cuối cùng. Thì chúng tôi nhắc lại là cách gọi tên trong lộ trình tâm á, thì ngoài cái việc gọi tên theo cái chức năng, cái phận sự, thì còn gọi tên theo cái phận sự của giai đoạn nào, thì giống như là hai cái tâm cuối cùng á, là đều là tạm biệt hộ kiếp và tử. Nhưng mà vì cái tâm hộ kiếp cuối cùng chấm dứt cái đời sống, cho nên có một cái tên gọi khác, đó là cái tâm tử. Và sau cái tâm tử, chữ DT nó là viết tắt của chữ là cái tâm tái tục. Sau cái tâm tử thì lập tức là cái tâm tái tục của cái đời sống mới. Cái trường hợp thứ hai đó là cái dòng tâm thức á, sau hai cái na cảnh rồi thì lập tức là cái tâm tử, tức là tâm cuối cùng của đời sống, không có xen hậu kiếp. Như vậy thì trong trường hợp cái cảnh rất là lớn á, nó có hai, đó là sau na cảnh á, thì xen hậu kiếp rồi mới tử. Trường hợp thứ hai là sau na cảnh nhưng không có xen hậu kiếp, sau hai na cảnh thì lập tức đó là cái tâm tử sanh, sát na tử sanh lên, rồi sau đó là bắt đầu kiếp sống mới. Sở dĩ như vậy đó là do vì cái tâm nó còn phải nương ở trên cái sát nghiệp, mà sát nghiệp thì được diệt, sát tâm và sát nghiệp cùng diệt một lần với cái tâm tử. Trong cái trường hợp mà cái sát nghiệp còn á, thì cái tâm thì sau cái na cảnh nó sẽ sanh lên, sẽ sanh lên những cái hộ kiếp để đủ cái thời gian mà tâm tử và bọn sát nghiệp diệt một lần. Thì cái bọn sát nghiệp đó, thì chúng ta
sẽ học ở trong cái phần lộ phần sắc pháp, thì ở đây là do vì liên quan cho nên tôi đề cập thôi. Thì sở dĩ mà có trường hợp mà xen hộ kiếp và không xen hộ kiếp đó là lý do là để cho cái dòng tâm thức này cùng diệt với cái sát nghiệp. Thì sát nghiệp đó thì các vị cũng khoan gọi thắc mắc là phần đó chúng ta sẽ học ở trong cái lộ sắc, tức là cái tiến trình sinh diễn của sắc pháp. Thì như vậy đó, thì ở trong cái lộ nhãn môn này á, thì trong lộ nhãn môn cận tử cảnh rất lớn á, thì nó cũng giống như là thời điểm bình nhật thôi, chỉ khác nhau á, là ở đây á, là cái động lực á, là chỉ có năm động lực. Và trong kinh mà nói đó, một người mà chết bằng cái tâm nào á, ví dụ như tâm sân á, thì cái tâm sân đó, nó cái tâm sân cận tử đó, nó dễ dàng nó dẫn chúng sinh đó tái sanh vào trong cái khổ cảnh. Thì nói rằng là chết bằng cái tâm nào á, chết bằng cái tâm bất thiện á, thì đó là chính là cái giai đoạn cận tử này, chứ không phải là cái tâm tử. Tâm tử luôn luôn là tâm quả, bởi vì nó cùng loại tâm với cái tâm tục sinh và cái tâm hộ kiếp. Cho nên là cái nói là chết đó, với tâm nào là chỉ cho cái dòng động lực cuối cùng của chúng sinh đó. Rồi cái trường hợp thứ hai, đó là trường hợp của cái lộ nhãn môn mà cảnh lớn. Thì cái lộ nhãn môn cảnh lớn này á, thì nó cũng giống như là cái trường hợp trên, chẳng qua là cảnh lớn này đó là nó không có để lại dư cảnh, cho nên là không cần hai sắc na na cảnh, mà sau cái dòng động lực đó, thì nó cũng sẽ giống như là trường hợp trên, hoặc là xen hộ kiếp rồi tử, hoặc là sau động lực rồi tử không có hộ kiếp. Thì sau cái tâm tử thì lập tức là tâm tục sinh. Tại vì ở trên cái biểu đồ này nó thì chỉ có một thôi, chứ cái lộ bình thường này trong các sách của ngài Tịnh Sử á, thì ngài khi mà trình bày cái lộ cận tử á, thì ngài viết liền luôn cái lộ tục sinh, để chúng ta không có hiểu lầm là có những cái trường hợp mà người ta quan niệm rằng là sau khi mà một chúng sinh mà chết đi đó là chưa có, một số trường hợp là không có siêu thoát được, là cái linh hồn đó vất vưởng cho đến khi mà có chỗ tái tái sinh. Thì ở trong vi diệu pháp đó thì không thừa nhận điều đó, mà một chúng sinh sau khi mà mệnh chung thì lập tức là sẽ, vì do cái nghiệp lực cho nên sẽ có một cái sanh thú tương tương ứng thiện hoặc là ác. Những cái trường hợp mà chúng ta nói rằng là một người mất rồi làm ma quỷ vân vân, có nghĩa là chưa có siêu thoát. Thì thật ra nó thì chúng sinh nó cũng đã tái sinh rồi, chẳng qua là cái cảnh giới nó có thể là cảnh giới Atula hay chi chi đó thôi, chứ cũng là một cái cảnh giới tái sinh. Thì tôi xin viết lại về cái lộ trình tâm để biểu diễn, để biểu thì ở đây là lặp lại, tức là chúng ta lấy đơn cử một trong bốn trường hợp, chẳng hạn giống như là chúng ta đơn cử trường hợp của lộ nhãn môn cận tử rất là lớn, có na cảnh và xen hộ kiếp rồi tử, thì chúng ta có là ba cái sắc na, là chúng ta có ba sắc na là vừa qua rúng động rồi dứt dòng rồi khai khai ngũ môn, rồi đơn cử là đây là nhãn thức đi, và nhãn thức nhĩ thức thì các vị nó cũng giống như vậy. Rồi tiếp theo là tiếp thu rồi quan sát rồi cũng đoán định, đoán định rồi động lực, ba bốn năm cái động lực, rồi hai na cảnh rồi xen hộ kiếp hoặc là không xen hộ kiếp, rồi tâm tử rồi tiếp theo ngay tâm tử rồi đó, thì đây là
cái đời sống mới. Dạ là thưa ngay. Sư, mới có 4 động lực thôi thưa sư, chưa đủ 5 động lực. À dạ hả, 4, dạ dạ xin lỗi các vị. Động lực 4, dạ 4 động lực, dạ 5 động lực. Rồi na cảnh, rồi na cảnh, rồi sen hồ kiếp, sen hồ kiếp rồi tử. Rồi sau đó vừa tử xong đó là bắt đầu cái tâm tục sinh. Và đây là cái quy luật chung cho tất cả chúng sinh trong tam giới trừ cõi vô tưởng. Thì ở trong cái giai đoạn tục sinh này thì giống nhau hết. Thì sau cái tâm tục sinh á là sanh liên tục 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 cái tâm hộ kiếp. Rồi sau 14 cái tâm hộ kiếp đó đó thì bắt buộc cái lộ tâm đầu tiên là lộ ý. Thì sau 14 cái tâm hộ kiếp rồi đó thì ba cái hộ kiếp kế đó là vừa qua rúng động dứt dòng rồi khai ý môn. Thì vừa qua rúng động dứt dòng á là cũng là cái dòng hộ kiếp, nhưng mà do vì ba cái dòng hộ kiếp bị dao động bởi chuẩn bị cho cái dòng động lực, cho nên là chúng ta có cái tên gọi khác, chứ thật ra là đây là cái hộ kiếp thứ 17. Sở dĩ cái hộ kiếp thứ 17 này là do vì cái bọn sắc nghiệp á, cho cái tâm nương nó khi này nó mới đủ cái chúng sinh vừa sanh lên, thì đồng thời nó có những cái bọn sắc nghiệp do nghiệp tạo đồng sanh với cái tâm tục sinh. Và cái sắc nghiệp đó nó sẽ già dặn sau 17 cái sắc na tâm này. Thì sau khi mà khai ý môn sanh lên rồi đó, thì 7 sắc na động lực. Mà 7 sắc na động lực này là gì? Động lực tham. Động lực tham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi trở lại là tiếp theo hộ kiếp. Là hộ kiếp bắt đầu khi này mới trở lại là cái giai đoạn đúng về cái giai đoạn thật sự là bình nhật. Tức là tùy theo chúng sinh thì có tâm tham hay là tâm sân hay là tâm thiện hay là cái chi đó. Nhưng mà từ cái giai đoạn này nè, cái giai đoạn các vị coi cái dòng thứ hai này nè, bắt đầu kiếp sống mới nè. Từ cái kiếp sống mới này cho đến đây á, là tất cả chúng sinh trong tam giới trừ chúng sinh ở cõi vô tưởng thì tất cả đều giống nhau. Tức là trong 12 hạng người, tất nhiên là chúng ta trừ trong 12 hạng người, tất nhiên là chúng ta trừ trừ 4 người đạo, 4 người đạo và vị tứ quả không có, không còn vị tứ quả không còn tái sinh. Như vậy là trừ 5 hạng người và trừ chúng sinh lạc vô nhân ở cõi vô tưởng thì toàn bộ còn lại thì cái dòng tâm thức khi mà tục sinh này là giống nhau. Tức là sau khi mà cái tâm tử sanh lên thì lập tức là một cái tâm tục sinh tiếp theo của đời sống mới sanh lên. Thì ở đây nó có khác nhau như thế này, là ví dụ là giống như là chúng sinh đó là chúng sinh tam nhân được tục sinh bằng một trong các cái tâm đại quả hay là các cái quả vô sắc, ví dụ như này là tam nhân ở cái cõi nhân loại. Nhưng mà do vì chúng sinh này khi mà ở cõi nhân loại nó vì làm những cái ác nghiệp nào đó
mà sau khi mệnh chung á, thì lại sanh vào cái cảnh khổ. Như vậy thì cái tâm tâm nhân chúng ta đơn cử như là cái tâm đại quả, cái tâm đại quả thọ hỷ hợp trí chẳng hạn. Thì khi mà cái tâm tử là cái tâm đại quả thọ hỷ hợp trí á, sanh lên á, thì cái tâm tục sinh này nhá, nó cũng sẽ là một trong 19 tâm tục sinh, nhưng mà không có phải là giống với cái tâm tử này, bởi vì nó đã bắt đầu một kiếp sống mới. Do đó là một người tử bằng cái tâm đại quả họ hỷ hợp trí, thì sau khi đó nếu người đó sanh làm chúng sinh ở trong cái cảnh khổ, thì khi đó tâm tục sinh sẽ là tâm quan sát họ xả qua bất thiện, hay là chúng sinh đó là sanh làm người lạc vô nhân thì sẽ là cái tâm quan sát họ xả qua thiện, hay là sanh từ tam nhân sanh thành nhị nhân thì sẽ là các cái tâm đại quả ly trí, hoặc là sanh trở lại là người tam nhân thì khi đó nó sẽ là một trong các cái tâm quả tam nhân. Và nếu chúng sinh đó sanh về các cõi trời phẩm thiên thì sẽ cái tâm tục sinh này sẽ là cái tâm quả tương ứng. Như là sanh về cái cõi sơ thiền thì cái tâm tục sinh đó là sẽ là cái tâm quả sơ thiền, bắt đầu kiếp sống mới. Nhưng mà cho dù tục sinh ở trong vào cõi khổ hay là cái cõi vui, thậm chí là các cái cõi thiền, thì cái dòng tâm thức đầu tiên của chúng sinh đó nó thì vẫn là cái động lực tham. Là bởi vì do vì khi mà cái bắt đầu một cái kiếp sống mới á, thì do vì cái thường cận y trong vô số trong cái dòng sinh tử luân hồi, thì khi mà bắt đầu một cái kiếp sống mới á, là chúng ta tạm hiểu rằng là còn phàm phu á, thì còn cái tâm tham, lúc nào á, thì cũng mong muốn rằng là mình được hạnh phúc hơn, kể cả đó là trường hợp của vị thánh tam quả, thì dù các ngài đã không còn cái dục ái, nhưng các ngài vẫn còn cái tham trong cái ái sắc và ái vô sắc. Thì khi mà bắt đầu một cái cảnh giới mới đó, thì chúng ta cứ tưởng tượng rằng là mình đi đâu đi nữa, mình không biết là cái cảnh mình sắp tới là cái cảnh có vừa ý hay là không vừa ý mình. Thì cái việc đầu tiên đó, thì chúng ta có cái thói quen là cái gì, là chúng ta có cái hy vọng là mình sẽ gặp được cái cảnh tốt. Thì do đó là một chúng sinh cho dù sinh vào địa ngục đó, thì cái tâm đầu tiên của họ đó, khi mà sanh vào cái cảnh giới mới đó, thì theo một cái thói quen, cái thường cận y là cái gì đầu tiên đó, thì chúng ta vẫn có hy vọng nó là cái cảnh tốt. Rồi sau đó chúng ta khổ sao thì không biết, nhưng mà cái dòng tâm thức đầu tiên đó là cái tâm tham, tức là mình mong muốn được một cái cảnh nào, cái cảnh tốt đó. Cho nên đây là một cái quy luật của pháp hành, là cái dòng tâm thức động lực đầu tiên của một chúng sinh đó, luôn luôn là một trong 8 tâm tham. Trường hợp đối với các vị thánh hữu học thì cái dòng tâm thức đầu tiên này là 4 cái tâm tham ly tà, còn chúng sinh còn lại đó là tùy theo, có thể ly tà hoặc là có thể hợp tà. Nhưng mà trong trường hợp nào đi nữa thì cái dòng tâm thức đầu tiên đó, thì cũng là dòng động lực tham hết. Thì tiếc rằng là do vì tôi không tìm thấy cái biểu đồ mà được vẽ đi được vẽ chung một cái lộ cận tử và cái lộ tâm tái tùng, cho nên tôi viết lại này thì nhìn các vị nhìn nó cũng tương đối là hơi rối, nhưng mà tạm thời như vậy. Lúc khi mà tôi học thì quý ngài cũng biết và biết như thế này thôi. Bây giờ mình có cái điều kiện máy móc thì tương đối mình dễ trình bày hơn. Thì trở lại đó, thì đối với cái quần chúng sinh mà cái dòng tâm thức cận tử á, thì nó giống như là một cái ánh đèn trước khi nó tắt á, thì nó bật sáng lên rồi nó tắt. Thì cũng như vậy đó, thì dù cho chúng sinh đó có chết bằng cái tình huống nào chăng nữa, thì trước khi chết đó, nó sẽ diễn ra một loạt cái dòng tâm động lực có khả năng tạo ra cái quả tái sinh. Có khả năng thôi chứ không phải là tất cả những cái trường hợp mà
mà cái tâm cận, cái động lực cận tử này đều có dẫn đi tái sinh hết, nhưng mà nó có đóng cái vai trò được xem như là cái vai trò quan trọng thứ hai. Đó là chúng ta có bốn cái loại nghiệp là trọng nghiệp, rồi khinh thiểu nghiệp, thường nghiệp và cận tử nghiệp. Thì trọng nghiệp tức là những cái nghiệp mà tạo ra cái quả lớn, thiện hoặc là bất thiện. Nếu là bất thiện đó, đó là những chúng sinh mà tạo cái ác nghiệp, chẳng hạn giống như là phạm vào bốn cái đại, năm đại tội, là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, chia rẽ tăng, là làm tổn thương thân của vị Phật. Thì những cái ác nghiệp mà quá lớn như vậy đó, thì dù cho chết, dù cho cái dòng tâm thức cận tử bằng cái động lực nào chăng nữa, thì chúng sanh nó chắc chắn là phải đọa, kể cả cái dòng tâm thức cuối cùng bằng cái tâm thức thiện thì vẫn đọa. Nhưng mà trong trường hợp của một chúng sinh mà không có cái trọng nghiệp thiện hoặc là bất thiện, thì cái dòng tâm thức cuối cùng này nó do vì nó quá cận kề với cái tâm thái tục, cho nên nó dễ tác động cái tâm tục sinh. Và đây là cái lý do mà ở trong các cái xứ Phật giáo Nam Tông á, là hay có lệ là khi mà những người Phật tử gặp hữu sự, như là những người thân mình bệnh, những cái nặng bệnh nặng mà mình nghĩ rằng là khó qua đó, thì thường thường thỉnh chư tăng đến tụng kinh với hy vọng là tạo ra cái cảnh cận tử thiện cho người thân của mình, là cũng là những cái lý do này. Thì trở lại ở trong cái lộ ngũ môn cận tử á, thì chúng ta có hai trường hợp, đó là trường hợp cảnh rất lớn và cảnh lớn. Và cả hai trường hợp này, mỗi trường hợp thì lại được chia làm hai, tức là có sen hộ kiếp rồi tử, hoặc là không sen hộ kiếp rồi tử. Sở dĩ mà có sen hộ kiếp ở đây là do vì còn tùy thuộc vào cái lộ sắc nghiệp. Phần này thì chúng ta sẽ học ở trong lộ sắc. Đó là do cũng ở đây cũng là cái quy luật của pháp hành, là cái lộ sắc, cái sắc nghiệp và cái tâm tử là sẽ mất cùng một thời điểm. Cho nên là nếu trong trường hợp mà sắc nghiệp vẫn còn cái tuổi thọ một vài cái sắc na, thì khi đó nó sẽ cái tâm tử nó sẽ kéo dài thêm, cái tâm hữu phần nó sẽ kéo dài thêm một sắc na hữu phần rồi tử. Như vậy thì cái cận tử này đó, thì chúng ta cũng thấy là nó cũng giống như là bình nhật, nhưng mà chẳng qua là cái động lực đó, còn lại đó là chỉ có năm cái động lực thôi. Và cái học cái lộ cận tử đó, thì các vị cố gắng nhớ thêm cái giai đoạn tái tục, tức là sau cái tâm tử rồi, thì tôi lặp lại cái bài học ngày hôm nay, đó là sau cái tâm tập cận tử rồi thì lập tức là cái tâm tái tục sanh lên. Thì tùy vào cái quả của thiện hay là ác, và nó sẽ cho cái tâm quả tương thích của cho một chúng sinh đời sống mới. Và khi đó là sau cái tâm tái tục thì sẽ là 14 cái tâm hộ kiếp cùng loại với cái tâm tái tục. Chúng ta phải nhớ rằng là cái tâm hộ kiếp bình nhật á, và luôn luôn á, là nó cùng loại tâm với cái tâm tái tục. Thì sau khi 14 cái loại tâm này sanh lên, là thì khi đó nó sẽ có ba cái hộ kiếp là vừa qua rung động dứt dòng, tức là ba cái sắc na hộ kiếp bị dao động bởi cái cảnh mà lộ ý môn sẽ bắt. Thì khi đó một cái tâm khai ý môn mở ra, và dòng động lực đầu tiên của kiếp sống chính là cái tâm tham. Cho nên em ở bên giáo học người ta có một câu nói rằng là nhân chi sơ tánh bổn hiện, tức là con người buổi đầu tiên thì ai cũng là thiện hết, chẳng qua là khi lớn lên rồi cái hoàn cảnh xã hội này nọ thì nó mới cho cái người tâm tình này tâm tình kia vân vân, có người thiện người ác. Chứ còn người giống như trẻ sơ sinh thì đứa nào mà cũng hiền thiện hết được. Nhưng mà về sau thì khi mà học ví dụ pháp thì các ngài cũng hay nói vui, là các ngài nói rằng là
Nếu theo viền pháp đó, là nhân nhân chi sơ tánh bổn ác, tức là cái con người mà kiếp sống đầu tiên đó, nó là bất thiện đó, hay là thiện, là do vì cái động lực đầu tiên đó, thì là động lực tham, mà động lực tham nó là bất thiện. Dạ thì chúng ta kết thúc bài học ở đây về cái lộ ngũ môn cảnh cận tử, thì gồm có hai lộ cảnh rất lớn và cảnh lớn. Và cái cảnh lớn thì mỗi cái phần, mỗi cái cảnh như vậy đó thì được chia ra hai trường hợp là xen hữu phần rồi tử và không xen hữu phần rồi tử. Bài học buổi sau thì chúng ta bắt đầu về học về cái lộ ý môn, còn cái lộ ngũ môn, cái lộ ngũ môn thì đại khái là chỉ có cái lộ bình nhật. Thì lộ bình nhật như chúng ta đã học nó thì gồm có tất cả là 15 trường hợp nhân cho 5 thì là 75 trường hợp. Rồi ở đây thì chúng ta có 4 trường hợp, thì 4 trường hợp này nhân 5 thì cũng thành ra là nhân 5 thành ra là 20. Dạ, tôi kết thúc buổi học ở đây. Cũng kính chị từ buổi học hôm nay. Do vì cái phần lộ trình tâm này á, phần lộ trình tâm này các vị Phật tử, nhất là những vị Phật tử học viên đầu tiên á, thì chúng ta có thể là chúng ta hơi rối rắm, là bởi vì thứ nhất là cái tên gọi nó cũng không có gọi từng cái tâm giống như mình học, mà gọi theo cái phần sự. Rồi do vì cái lộ trình tâm này nó tương đối là nó khá là quan trọng, cho nên là trong những cái buổi học mà về sau này thì tôi cố gắng là cái mỗi ngày chủ nhật á, cũng dành cái thời gian để các vị nào có cái câu hỏi. Bởi vì đôi khi trong buổi học trước cái giờ học thì tôi chỉ có thể dành khoảng 15 phút để trả lời những cái câu hỏi ngắn thôi, còn trong những trường hợp mà những cái câu hỏi tương đối là phải có cái thời gian đó, thì nên dành trong một ngày trong chủ nhật. Thì chủ nhật tuần sau, tức là trong cái chủ nhật tuần này đó, thì tôi vẫn vào lớp học để các vị Phật tử nào có câu hỏi, một vị hai vị thì cũng được, nếu mà các vị nghĩ rằng là có cái câu hỏi thì chúng ta sẽ dành hết vào cái ngày chủ nhật. Bây giờ này thì kết thúc cái buổi học ở đây, chúc tất cả an vui. Con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Kính tri ân sư ạ. Dạ, xin chào các vị.